Vâng, thế thì hôm nay chúng ta học hỏi đoạn phúc âm về lễ thánh gia. Anh chị em mà mở tin mừng Luca, chúng ta cùng đọc đoạn hơi dài. Nhờ đó anh chị em có thể thấm được đoạn tin mừng Luca này. Luca này là chương 2. Vâng, và sau chương 1 thì nào là Đức Mẹ được thiên thần truyền tin, Đức Mẹ thăm bà Elizabeth, Đức Mẹ sinh con. Rồi đến bây giờ qua chương 2, những người chăn chiên đến thăm Đức Giêsu. Rồi bây giờ sau việc chăn chiên á, thì đến Đức Giêsu ở đây nói đến được Đức Giêsu được cắt bì. Cắt bì là chuyện làm cho các trẻ em nam Do Thái sau khi đủ 8 ngày. Và sau thời gian 8 ngày thì chúng ta gặp đoạn tin mừng mà chúng ta đọc hôm nay. Tôi mời anh chị em đọc Luca chương 2 câu 22 đến câu 40. Trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Penuel thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Tôi có một số câu hỏi mà tôi gợi ý. Cái câu hỏi đầu tiên, như anh chị em biết là ở đây có nói đến việc Đức Mẹ dâng Đức Giêsu, rồi Đức Mẹ lên đền thờ để thanh tẩy theo luật của Mô-xê. Thế thì tôi có mời anh chị em đọc sách Lê-vi. Có ai đã đọc chưa? Lê-vi chương 12 câu 1 đến 8. Và vì thế nên tôi mới hỏi là có ai đọc cái đoạn sách này rồi sau đó thấy bị sốc không? Thấy bị sốc không? Rồi thôi, rồi sau đó thì mới nói chuyện là Đức Mẹ phải đợi bao lâu mới lên đền thờ để thanh tẩy đấy. Nhưng mà ý tôi câu chính là vẫn là cái đoạn này có bị sốc không? Tôi không biết là ở đây có ai thích trả lời câu này không? Dạ, Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy nói với con cái Israel, khi một người đàn bà có thai và sinh con trai thì sẽ ra ô uế trong vòng 7 ngày. Nó sẽ ra ô uế như những ngày bị khó ở vì kinh nguyệt. Đến ngày thứ 8, đứa trẻ sẽ được cắt bì nơi da quy đầu. Rồi người đàn bà phải đợi 33 ngày cho máu được thanh tẩy. Nó không được đụng đến vật thánh nào và không được vào thánh điện cho đến khi mãn thời gian thanh tẩy của mình. Nếu sinh con gái thì người đàn bà sẽ ra ô uế trong vòng 2 tuần như khi có kinh, rồi nó phải đợi 66 ngày cho máu được thanh tẩy. Vẫn là câu hỏi vừa rồi, chị đọc như thế chị có bị sốc không? Và nếu sốc thì là sốc về cái chuyện gì vậy? Dạ thưa cha, nếu mà ở trong tình trạng mà con bây giờ đó thì con sẽ bị sốc. Vì thực sự cái chuyện sinh con đó là mình đã có một cái sự sống thì nó không thể gọi là ô uế được. Mà tại vì chắc với đặt cái bối cảnh của người Do Thái thì theo như con biết thì thấy có máu là ô uế không ạ?
Và khi người đàn bà sinh con vì có máu nên người ta cho là ô uế, nên cái đó bị kỷ luật Do Thái, nên con không bình luận. Nhưng mà nếu con ở cái trường hợp như những người phụ nữ Do Thái mà trong tình trạng này, và nhất là Đức Mẹ nữa, thì thực sự là sốc mà. Tôi thích nghe câu khác. Thế thì một trong những câu hỏi mà tôi cứ hỏi hoài, mà tôi nghĩ giống như chị, bây giờ tôi lại đặt câu hỏi lại. Thế thì người Do Thái có coi máu là ô uế không? Có ai lại có ai trả lời tôi, hay là đoạn này, hay có ai muốn tiếp tục trả lời là đoạn này? Chị mà có bị sốc là sốc vì cái gì không? Thưa cha, con có đọc ở nhà và nghe lại chị đọc, thì con thấy là thứ nhất là người Do Thái cho rằng có máu là ô uế, và cái con giật mình là Đức Mẹ đã sinh Chúa như một người bình thường, người phụ nữ bình thường, mà Chúa đã đợi như một đứa bé bình thường qua một tiến trình sinh sản bình thường. Và con rất là biết là Chúa làm người mới đầy đủ những cái tiến trình như một đứa bé, và người Do Thái cũng phân biệt phụ nữ. Chị có nói đến chuyện phân biệt phụ nữ, tôi có cảm tưởng chị không muốn trả lời, chưa trả lời câu lúc nãy, mà chị lại đang ngỡ ngàng vì chị thấy rằng Đức Mẹ sinh Đức Giêsu giống như phụ nữ khác, có đúng không? Có phải đấy chứ, có đúng là hồi bé người ta dạy cho chị rằng là Đức Mẹ sinh Đức Giêsu bằng cách Đức Giêsu nhảy ra, có đúng không? Dĩ nhiên người ta nói với chúng tôi như thế, bởi vì chỉ như thế Đức Mẹ mới chọn đời đồng trinh được chứ, phải nhảy ra chứ không sao chọn đời đồng trinh. Chị có hiểu không? Thế nên chị này hơi bị ngạc nhiên, chị bảo ôi như thế thì là Đức Mẹ cũng sinh con như tôi à? Đấy, đại khái như thế. Đấy là điều thứ nhất. Thứ hai là chị cũng nói một câu rất là ngắn thôi. Chị bảo là ô như thế là gì, con chị nói gì, con gái thì không có được, có phải không ạ? Có phân biệt đấy, đấy là bởi vì như thế khi sinh con trai thì bị ô uế bao nhiêu lâu vậy? 40 ngày, cú đầu là 7 ngày, cú là 7 ngày là cực kỳ của ô uế, 33 ngày tiếp theo. Còn bên con gái thì 2 lần 7 và 2 lần 33, tổng cộng là bao nhiêu ngày? 80 ngày. Đấy, trong khi một người phụ nữ Do Thái sinh con trai ô uế 40 ngày, sinh con gái ô uế gấp đôi, vì trọng nam khinh nữ. Của anh có vẻ ngạc nhiên ghê ấy nhỉ. Tôi thấy vâng đấy, thế tôi cũng thú thật với các bạn là tôi cũng kém, nên là tôi phải đọc sách và tôi tìm xem có chỗ nào nói rằng máu ô uế không. Không có thấy chỗ nào nói như vậy, không có chỗ nào nói như chị Lan nói, không có đây à? Không là không, tôi không thấy chỗ nào. Sao tôi không thấy cái chỗ nói về máu là ô uế à? Thế thì mà tôi lại thấy lại như thế này ạ. Đây lại tôi thấy chính như thế này. Đây là câu hỏi mà nhờ tôi giúp anh chị, mà tôi đành phải đọc sách, và tôi không biết là tôi nói thế có hoàn toàn đúng không, nhưng mà theo những gì tôi đọc và tôi vật vã với nó, tức là như thế này. Thứ nhất là máu đó, ở nơi con người hay con vật cũng vậy, thì máu là tượng trưng cho sự sống, tượng trưng cho sự sống, cái đó là không có cãi vã, cái đó là chắc chắn đúng. Máu thì, và như thế đối với một con người đó, có hai người, người ta đơn sơ thôi, người ta nói là con người thì có hai yếu tố là gì ạ? Một bên là cái gì? Một bên là máu. Cái yếu tố kia là gì ạ? Yếu tố kia là gì mà Đức Giêsu cũng cho chúng ta, để cho chúng ta máu và thịt. Máu và thịt đấy. Máu và thịt được coi như là hai cái thành phần quan trọng làm nên một con người, mà con người này là con người tự nhiên, con người tự nhiên. Và chính vì thế nên anh chị em mới biết rằng là ông Thánh Phêrô, khi ông ấy Đức Giêsu hỏi này anh vậy chứ người mấy anh nói là tôi là ai, thế thì ông Phêrô ông nói là thầy là gì nhỉ các bạn? Thầy là con Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và Đức Giêsu đã khen ông ấy rằng là này Phêrô, không phải cái gì ạ? Có ai còn nhớ không? Không phải cái gì đã nói cho con biết điều ấy, nhưng ấy này Phêrô, không phải đây, ở đây là không phải phàm nhân, nhưng mà anh chị em biết dịch như thế là dĩ nhiên đấy là không phải là nguyên văn rồi, mà lẽ ra là không phải thịt
và máu cho con biết điều ấy. Đó. Tức là thịt máu là gì? Là con người bình thường. Con người bình thường, tức là thành ra ở đây mới dịch mất cái nguyên văn là phàm nhân ấy. Thành ra như vậy là thịt, và như thế anh chị em mới thấy là khi Đức Giêsu cho chúng ta thịt và máu là cho chúng ta toàn bộ con người của mình, bởi vì đó là hai yếu tố được coi là quan trọng. Bây giờ trở lại với yếu tố là máu á, đối với người Do Thái mà người Do Thái là đừng quên là cách đây 2000 năm là người ta còn quê mùa đó. Đấy, quê mùa là bình thường, ngày xưa là quê mùa. Và như thế đối với người Do Thái, máu là tượng trưng cho sự sống, hay hơn thế nữa, máu cũng chính là sự sống, bởi vì hết máu là chết, mất máu là chết thôi. Và như thế người Do Thái chắc chắn đã nhìn thấy cái hiện tượng này. Nếu tôi đâm một người, nếu người đó chết, máu chảy ra, khi máu chảy ra hết thì người đó chết, thế thôi. Người đó họ lúc đấy họ chưa để ý đến chuyện là tim không đập thì chết, họ không nghĩ được điều đấy, họ chưa nghĩ đến chuyện là có lẽ là máu ra thì đúng rồi là thì chết. Nhưng mà đối với họ đơn giản là gì? Là nếu mất máu thì chết. Vậy thì người Do Thái họ rất đơn giản, đơn sơ đó. Vậy máu chính là sự sống, chính là sự sống. Đây, anh chị em bảo thế dễ quá, nói cha nói vậy là quá dễ rồi. Máu chính là sự sống. Thứ hai, câu hỏi này cha dành cho con, nó một câu hỏi này hơi dễ. Sự sống thì thuộc về Thiên Chúa. Sự sống thuộc về Thiên Chúa. Đấy, thế thôi. Vậy anh chị em thấy bây giờ tam đoạn luận này rất là ngon lành. Máu là sự sống, mà tất cả mọi sự sống là của Chúa chứ. Mình mà làm gì mà có lẽ ra sự sống? Con người không thể làm ra sự sống. Tất cả sự sống bắt nguồn từ Thiên Chúa. Vậy thì sao? Vậy thì máu là bắt nguồn từ Thiên Chúa. Máu là thánh. Trong máu có cái sự thánh thiện, chứ không phải là sự dơ thấy như chúng ta hay nói đâu. Không, đấy, người Do Thái là coi máu là rất là thánh thiêng ạ. Thánh thiêng. Và vì thế máu là thánh thiêng, máu thuộc về Thiên Chúa, máu tượng trưng cho sự sống, mà sự sống thuộc về Thiên Chúa, nên máu là có tính chất, vâng, máu là có tính chất thánh ấy. Anh chị em hiểu không? Rồi, như thế anh chị em bảo ôi sao kỳ quá à, mà tại sao tôi đọc này thấy từ nãy giờ các bạn ở đây trả lời luôn luôn cảm tưởng rằng máu là cái gì ô uế về thế thì bây giờ câu trả lời này, chị thấy thầy đã câu trả lời này không đơn giản tí nào. Vậy máu là đến từ là Chúa, là đến từ Thiên Chúa đấy, và là sự sống, mọi sự sống tượng trưng sự sống, và như vậy máu có tính chất thánh thiêng chứ không phải là ô uế. Đây là câu kế tiếp. Máu thuộc về Thiên Chúa, máu là sự sống đấy. Vì thế nên ai đổ máu thì người ấy dưới góc độ nào đấy là đụng đến Thiên Chúa. Chứ gì nữa? Nếu tôi đâm một người chết, cái đó là chết, cái đó là đổ máu, như thế là đúng là xúc phạm đến Chúa. Chỉ có Chúa mới có quyền trên sự sống, mà anh lại đi lấy sự sống người ta, anh đâm người ta chết, thế thì đâu có được. Nhưng mà hơn thế nữa, chị bảo úi như thế thì đồng ý. Nhưng mà người Do Thái lại còn tế nhị hơn, ngay cả đổ máu mà không cố ý cũng dưới góc độ nào đó coi như đụng đến Thiên Chúa. Đồng ý thế không nào? Khi ngay cả khi đổ máu, dù nước em vào tự nhiên chứ đến nước tay mà đấy, thì cũng đụng đến Thiên Chúa. Vậy con bắt đầu hiểu rồi phải không? Bắt đầu cười, tức là bắt đầu hiểu rồi, tức là dù không có cố ý, không cố ý. Ai ở đây, ở đấy có các bạn có lập gia đình, chị có sinh con chưa? Có đấy, thì khi sinh con thì phải chảy máu chứ sao giờ, không có cách nào khác đó. Chứ người nào mà sinh con mà lại không có chảy máu. Và chính vì thế nên ngay cả một người phụ nữ khi sinh con đâu không ai muốn chảy máu đâu, lạ gì ai muốn cái chuyện kỳ vậy. Nhưng mà chảy máu là chuyện xảy ra, thì dưới góc dù là không có cố ý mà, nhưng mà cái việc chảy máu ấy cũng đụng đến Thiên Chúa. Người ta hiểu như thế, cũng đụng đến Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là nguồn mạch mà cậu là như thế. Đấy, thế thì ở đây ngay cả cái việc sinh con như thế này là một việc các chị bạn bảo đúng, chị bảo ùn đó là điều tốt quá là gì, nhưng mà vẫn đụng đến Thiên Chúa. Và như thế cái đầu người Do Thái thì mình phải nghĩ như họ ấy mà, thì họ vẫn nghĩ rằng cái việc đổ máu như thế nó vẫn là một hành vi, nói này thì quá đáng, một hành vi nào đó mà tôi gọi nhẹ là gọi đụng đến, chả lẽ gọi xúc phạm thì ghê quá, nhưng mà đúng chạm đến Thiên Chúa.
Bởi vì Thiên Chúa, chạm đến Thiên Chúa là bởi vì Thiên Chúa là đứng nguồn gốc sự sống mà cậu để mất mát nhiều như vậy. Đại khái như thế rồi. Và vì thế nên như thế một người phụ nữ khi sinh con, hay là cả chuyện khác nữa, thì như thế người Do Thái vẫn coi là một hành vi như chị vừa thích giải động từ là chạm đến Thiên Chúa, tức là có một cái gì trục trặc, có một cái gì mầu nhiệm gì đấy mà mình đã xúc phạm một cái gì đấy, đại khái như thế. Và vì thế nên cái người làm như thế là người coi như là ở trong tình trạng gì, tình trạng đúng, tình trạng có tội. Và coi như một cái khác nữa là tình trạng có tội, tức là thành ô uế, để trả lời phạm tội thành ô uế chứ có gì đâu đấy. Và như thế cái tình trạng ô uế này là do cái việc, ngay cả khi việc chảy máu như thế mà do tự nhiên thì họ cũng coi như vậy đấy. Thế hơi kỳ cục đấy, thì anh phải chịu vậy. Giờ không ai nghĩ như thế thì mình phải chịu, nhưng mà người ta nghĩ như thế đấy. Và như thế lúc nãy khi mà ta nói rằng là vì máu ô uế thì như thế là không đúng rồi. Anh chị em không, và như thế người Do Thái không bao giờ được làm cái điều mà người Việt Nam chúng ta vẫn hay làm, đó là ăn tiết canh ạ. Đấy, hôm nào chúng ta ăn tiết canh vịt, thậm chí ăn tiết canh, tôi hiểu rồi, con vịt thì ăn được, còn nhiều thứ tiết canh linh tinh lắm. Nói chung là họ không được thưởng thức cái đấy, bởi vì đối với họ đấy là sự sống của Chúa đấy. Và chính vì thế người Do Thái không được ăn cái đấy, bởi vì đụng đến sự sống đấy. Và như thế những cái con vật đó mà người ta gọi là con vật chết ngạt đó, họ cũng không được ăn, không được ăn chết ngạt, bởi vì máu nó còn trong ấy. Thế nên muốn ăn một con vật phải cút máu ra hết đã, rồi mới được ăn. Nhiều chuyện lạ lùng lắm. Thế thì thưa anh chị em, như vậy sao tôi khi tôi đọc kỹ như điều này, tôi không bao giờ thấy chỗ nào nói rằng máu là dơ ô uế, không có chỗ đấy, không có chỗ đấy. Máu luôn luôn được coi là thánh á, thánh thiêng, được coi là tượng trưng cho sự sống, được coi là sự sống. Và vì thế gắn với Thiên Chúa, nên bất cứ ai làm cho cái máu nó bị mất, dù là cố tình, dĩ nhiên khi giết người khác, hay là vô ý, thì đều có một sức mẻ đối với Thiên Chúa, mà chỉ bảo đâu có tội gì đâu, ừ thì không có tội, đều sức mẻ. Và như thế đều ở trong một cái thứ tình trạng ô uế. Và như thế đối với cái tình trạng ô uế của sinh con này, chúng ta thấy vì chảy máu nhiều nên thời gian hơi bị lâu, anh chị không nào, tức là chắc chắn bị lâu như là. Và như thế có khi sinh con ở đây người ta nghĩ rằng là con trai như thế là phải 7 ngày thì mới hết, và nguyên thời gian cho nó hết luôn á. Đấy, và chính vì thế nên một người phụ nữ sau khi con 40 ngày không được lên đền thờ, bởi vì họ sợ rằng cái người đấy vẫn còn ở trong một tình trạng ô uế mà không phải là phạm tội mạng. Chị không nên ngạc nhiên điều này, là người Do Thái đấy nhé, là tôi biết rồi, tôi nói như vậy là tự nhiên mọi người đấy hết buồn liền, hết khó chịu liền. Người Do Thái lúc nãy tôi mới nói rằng nếu một người phụ nữ mà sinh con như thế là ô uế 40 ngày, thế là mọi người đều tức lắm, khó chịu lắm, tại sao lại sinh con tốt như thế mà ô uế. Nhưng mà trong khi đó nếu tôi chỉ nói một câu thôi là các anh chị ở đây bảo như thế hiểu rồi, cái chữ ô uế này nó không có khủng khiếp gì. Thí dụ đối với người Do Thái, nếu mà nhà của chị nhé, nếu mà nhà một có một người chết ấy, mà nếu mình đụng vào xác chết là mình trở nên ô uế. Thí dụ như cái chuyện người Samaritano nhân hậu, nếu cái sự ấy mà nó nằm giữa đường, mà giả như anh ta bị đánh chết rồi, mà chúng ta lại đến mà rờ vào đó rồi để giúp đỡ anh ta, mà chẳng may anh ta chết rồi, là bị ô uế. Bị ô uế là gì ạ? Là như, không ạ, không phải là vì anh ta chết rồi, tức là đối với người Do Thái ở đây không còn nói chuyện máu nữa, vì anh ta chết rồi và vì cái xác chết như thế đó, thì đối với người Do Thái đụng vô lại bị ô uế, và chị lập tức không được phép đi nhà thờ nữa. Chị bố xuất hiện á thì ai biết đâu á. Đấy, thì chị không được phép đi đền thờ. Và cái ông tư tế, lúc đó có ông tư tế đi, và nếu ông tư tế mà rờ vào đấy không được lên đền thờ dâng lễ nữa, và phải dâng rất nhiều thứ lễ vật cái gì đó, đổi hồi mới là đủ mọi thứ để mà tẩy cái tội như thế. Phải nói như thế thì chị bắt đầu vui hơn, chị bảo ui. Và đối như thế đối với người Do Thái, một người có thể trở nên ô uế vì đụng một cái gì ở bên ngoài, luôn luôn đụng một cái gì bên ngoài. Và như thế Đức Giêsu mà chữa cái người phong á, có nhớ không? Và Đức Giêsu có chữa đụng một người phong không? Có đúng không? Sai, như thế là không được phép, không có phép tắc như vậy, đã làm một điều hoàn toàn sai luật. Đức Giêsu đã vì thương người đó mà làm, chứ không được phép đụng người phong là ô uế, người phong là ô uế. Và chính vì thế trong nước Do Thái, người phong đi đến đâu
thì phải vừa đi vừa la lên, chính ra, đúng không nào? Đấy, rồi thôi như thế. Thành ra cái chữ ô uế mà mình nói là phụ nữ ô uế vì sinh con á, thì chúng ta hơi bị sốc, nhưng mà cái gì cũng thành ô uế hết á. Ở nước Do Thái là cái gì cũng thành ô uế hết á. Về ăn là phải rửa tay rửa chân rồi tất cả mọi thứ. Thành ra cái ý niệm ô uế của người Do Thái là nó luôn luôn đến từ ngoài vào. Vâng, thế thì như vậy chắc là dễ hiểu hơn. Đấy, thế thì ở đây tôi hỏi là có bị sốc không? Thì tôi tưởng là tôi giải thích như thế này chắc anh chị em bớt bị sốc hơn. Nếu có bị sốc thì chỉ sốc như chị Cúc thôi. Đó là sốc là, ủa sao con đẻ ăn trai có 40 ngày mà con gái tới 80 ra. Đấy, nếu có bị sốc thì chị bị sốc như thế. Thì như thế ngày xưa người ta quý con trai hơn, mà bây giờ nước Tàu cũng thế. Nước Tàu đang gặp khốn đốn là bởi vì chỉ có gì ạ? Đấy, vâng, đấy, thế đại khái như vậy. Rồi, thế thì bây giờ cụ thể là câu số 1 là xong rồi nha. Câu số 1 là Đức Mẹ phải đợi bao lâu mới lên đền thờ để được thanh tẩy? Bao nhiêu ngày ạ? Dạ 40 ngày. Và sau 40 ngày Đức Mẹ thanh tẩy mới được tiếp tục lên đền thờ. Không có cách khác. Sau đó trước đó. Thế thì thôi, câu hỏi phía sau là cái chị bảo cũng câu hỏi này kỳ quá. Mà đơn giản quá. Chị nghĩ, anh chị nghĩ xem Đức Mẹ có cần thanh tẩy không? Thì ai trong chúng ta cũng nói là không cần, có đúng không nào? Đấy vậy. Tôi thích như vậy, anh chị em có thấy rằng cái bài này nó cầu nguyện ở chỗ là anh chị em nhìn thấy Đức Mẹ như bất cứ phụ nữ khác sinh con đã lên đền thờ thanh tẩy. Nếu chúng ta gặp Đức Mẹ mà nhớ kỹ nghe chưa, nhớ kỹ dùm tôi, kỹ dùm tôi là bất cứ cuộc lên đường nào của Đức Mẹ thì luôn luôn là 150 cây số. 150 cây số, tại tôi đo đường thẳng là 120. Nhưng không có ai đi đường thẳng bao giờ. Ví dụ như mình đi từ đây ra Hà Nội, cái tự nhiên mình đo đường thẳng, ai mà đi đường thẳng như vậy. Và như thế là từ 120 thành 150 là bình thường. Mà đường không ngon, đấy, thế thôi. Thành ra tôi chỉ nhắc như thế để hiểu rằng, ngay cả Đức Mẹ ở đây mà lên đền thờ thanh tẩy là phải đi như thế, không cách khác. Thế thì ở đây, chúng ta hãy nhìn con đường Đức Mẹ, Thánh Giu Xe, còn bồng thêm, nếu mà đi với Đức Giêsu mới có 40 ngày, mà đi như thế, một đứa bé mà mới có hơn một tháng trời, đúng không nào? Mà đi như thế, mà đi ít nhất phải 4-5 ngày đường ấy chứ gì. Đó. Thế thì, mà đi lên đấy để thanh tẩy, thì cái cử chỉ đối với tôi kinh, nó rất là kinh khủng. Một sự khiêm nhượng ghê gớm. Chị hỏi chú ơi, tại sao cái gì kỳ vậy ta? Tại sao lại lạ như thế? Tại sao lại có cái luật như thế? Thế nào anh chị em cũng nói là, trời ơi, cái luật gì mà kỳ vậy ta? Làm gì mà sao khổ dữ vậy? Đúng không ạ? Đức Mẹ đã chấp nhận luật như thế. Đức Mẹ là một phụ nữ Do Thái, mọi phụ nữ Do Thái làm như thế. Và Đức Mẹ nói, ừ thì tôi cũng làm như thế, tôi đâu có đòi hỏi gì đâu. Đức Mẹ không bao giờ nói là tôi không làm á, mấy người vừa phải thôi chứ, mấy người không có biết là không, cái này chưa à, cái đó không dám đâu. Mấy người không biết là thiên thần có hiện ra nói với chuyện với tôi hả? Và tôi đẻ con của tôi thì thiên thần sẽ nói là à, con của tôi, nếu con của tôi ít nhất ấy, cũng là đấng Messiah đấy. Đâu nào thế này thế khác, tôi đẻ ra Messiah mà trời đất ơi, mà mấy người sẽ làm gì rắc rối dữ vậy? Đúng không ạ? Cái gì ạ? Chị này, chị nói rằng là Đức Maria biết mình là mẹ Thiên Chúa thì tôi xin lỗi chị là chưa đến mức như thế ạ. Không ai chuyện Đức Maria mà nói mình là mẹ của Thiên Chúa thì chưa được. Nhớ là người ta chỉ biết rằng Đức Giêsu thực sự là con Thiên Chúa theo một nghĩa rất đặc biệt sau phục sinh. Chứ trước phục sinh thì cùng lắm là Đức Giêsu là Messiah, Đức Kitô thế thôi, chứ còn mà Thiên Chúa thì không dám. Đấy. Thế thì vâng, như thế thì đấy. Nhưng mà anh chị em thấy không, học như vậy thì tự nhiên lập tức mình thấy ngay được một cái chuyện dễ, một cái bài học nó đến với mình. Đức Mẹ chưa bao giờ đòi cho mình một đặc ân nữa. Chưa bao giờ đòi cho mình một luật trừ. Có thể Đức Mẹ cũng biết rằng mình được tuyển chọn để thế làm một cái chương trình gì lớn lắm của Thiên Chúa. Nhưng mà Đức Mẹ không bao giờ nói rằng là chính vì tôi như thế, tôi có chức như thế, đừng bắt tôi làm. Anh chị em thấy cái bài học nó rất đơn giản. Mà chỉ cần ngắm một bà sau khi sinh con 40 ngày là vẫn còn yếu, đúng không nào? Để bồng một đứa nhỏ đi 150 cây số để lên một cái đền thờ để làm một chuyện duy nhất thanh tẩy. Như thế mới còn câu số 1 mà nó cũng khủng khiếp đấy chứ. Đấy, câu số 2. Câu số 2 là dễ, có ai thích câu trả lời số 2 không? Câu số 2 của tôi là thế này: đọc Lê-vi 12:8, đọc Luca 2:24, hỏi Đức Mẹ và Thánh Giu-se
là người giàu hay nghèo? Có ai thích câu trả lời này giơ tay để tôi mời một câu dễ như thế, có ai không? Và cũng để dân của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Nếu không có phương tiện kiếm được chiên thì nó sẽ bắt một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non, một con để làm lễ toàn thiêu, một con để làm lễ tạ tội. Tư tế sẽ cử hành lễ xá tội cho nó và nó sẽ ra thanh sạch. Dạ thưa cha, đó là theo con, nó là Đức Mẹ và Thánh Giuse là người nghèo ạ. Theo như sách nói thì người nghèo sẽ dâng cho Chúa là một đôi chim gáy và một bồ câu non. Dạ con nhớ là nếu người giàu là sẽ dâng một con chim một tuổi làm lễ toàn thiêu và một bồ câu non hay một chim gáy làm lễ tạ tội. Vậy nếu người giàu thì là một con chiên cộng thêm với một con chim nào đó, bồ câu hay chim gáy, còn nghèo quá thì thay con chiên bây giờ thành một cặp, đúng không ạ? Đấy, thành ra đây chúng ta nhìn thấy là Đức Mẹ Thánh Giuse cũng dâng của lễ của người nghèo. Đấy, như vậy là anh chị em đã trả lời xong câu số 2 rồi. Câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 là một câu cũng hay đấy, cũng hay không kém câu 1 đâu. Đó là con trai đầu lòng thì thuộc về Thiên Chúa. Anh chị em tưởng tượng đối với người Do Thái, con trai đầu lòng và cả những con vật á, con vật mà đầu á, đầu lòng mà sinh ra đầu tiên á, thì con vật đấy cũng thuộc về Thiên Chúa. Và anh chị em đừng quên, ngày trước đây là khi mà ra khỏi Ai Cập á, thì Chúa đã giết những con đầu lòng của những người Ai Cập, đúng ý? Đấy, thì ở đây vậy có ai giúp tôi đọc Xuất Hành chương 13 câu 2 không? Xuất Hành chương 13 câu 2. Hãy thánh hiến cho ta mọi con so, mọi con đầu lòng trong số con cái Israel, dù là người hay thú vật, nó thuộc về ta. Thánh hiến là một chữ anh chị em để ý. Thánh hiến, thánh, anh chị em biết đối với người Do Thái, thánh hiến có nghĩa là, mà ở đây lại đã giải thích rồi, thánh hiến là dành riêng cho Thiên Chúa. Ngày hôm nay những người đi tu thì họ được gọi là những người sống đời gì? Thánh hiến. Vâng, sống đời thánh hiến. Mà thánh hiến chính là dâng người ấy hoàn toàn sống cho Chúa, để người ấy thuộc trọn về Chúa cả hồn lẫn xác. Thấy ra ở đây thì nói đến việc là đứa con đầu lòng phải được thánh hiến. Và sau chữ thánh hiến thì anh chị em thấy cái gì? Hãy thánh hiến cho ta mọi con so. Đấy, con so là con đầu lòng, Việt Nam gọi là con so. Con đầu lòng ở trong số những con cái, dù là người hay thú vật. Đấy. Và cái chữ mà nó thuộc về ta đó, anh chị em thấy không? Chữ nó thuộc về ta giải thích chữ thánh hiến. Giải thích chữ thánh hiến. Thánh hiến là gì? Là dâng cho Chúa, bởi vì thực sự nó thuộc về Chúa. Và đấy tức là thánh hiến, tức là cái điều đó thuộc về Chúa. Chữ thánh hiến kados, đấy là thuộc về Chúa. Vâng, như thế bây giờ chúng ta nhìn xem, đấy, như vậy là chúng ta thấy là con trai đầu lòng thì thuộc về Chúa, tức là như thế là bố mẹ coi như là không có quyền đấy nhỉ, coi như là không có quyền trên cái đứa con của mình, đứa con đó là thuộc về Chúa đấy. Thế thì bây giờ cụ thể là bây giờ câu hỏi này, vậy cha mẹ phải làm gì để mà giữ được người con ấy, để mà giữ được người con ấy? Thì câu trả lời tôi sẽ mời anh chị em đọc sách Xuất Hành chương 13 câu 13. Xuất Hành chương 13 câu 13. Mọi con đầu lòng của giọng lừa, ngươi sẽ lấy một con chiên mà chuộc lại. Nếu ngươi không chuộc lại thì đánh gậy ọt nó đi. Còn mọi con đầu lòng của loài người trong số con cái ngươi thì ngươi sẽ chuộc lại. Như vậy ở đây có chữ chuộc lại. Chuộc lại tức là mua, chuộc ở đây tức là mua lại, mua lại. Như thế giống như là bây giờ đứa con đấy thuộc về Chúa, bây giờ tôi mua lại, nó thuộc về Chúa rồi, tất không phải của tôi, không phải của tôi ạ. Bây giờ tôi mua lại đứa con đấy cho tôi mua lại. Thế bây giờ anh chị em đọc, anh chắc nhìn đọc chưa, lật chữ Dân Số chưa? Dân Số chương 3 câu 46 đến 47, thấy chưa? Dân Số chương 3 câu 46 đến 47 thì chúng ta mới hiểu chuộc lại tức là mua đấy.
trong chữ tiếng chuộc có chữ mua lại đấy. Đấy, thế thì tôi mua lại thì phải làm gì? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ biết mua lại phải làm gì nè. Dân số chương 3 câu 46 đến 47. Để làm giá chuộc 273 trưởng nam của con cái Israel, dôi hơn số người Lê Vi, người sẽ lấy mỗi đầu người là 15 chỉ bạc, tính theo đơn vị đo lường của Thánh Điện. 15 chỉ bạc, có đúng không ạ? Đấy, như vậy ở đây như thế là phải trả cho người ta 15 chỉ bạc. Thật ra cái số đấy là 15 seken bạc. Vâng, cũng là một số bạc nhỏ. Ê, các bạn hiểu không? Tức là để chuộc đứa con thì phải nộp cho đền thờ một số bạc. Một số bạc thì giống như mình mua lại đấy. Mình nộp số bạc thì bây giờ mình được lấy con về. Đấy, như thế thì anh chị em thấy cái chuộc ở đây nó có nghĩa như vậy. Hỏi làm gì để mà giữ được người con ấy, thì phải chuộc. Và như thế trong cái bài phúc âm mà chúng ta đọc, anh chị em có thấy chỗ nào nói chuộc Đức Giêsu không? Có không? Có không ạ? Có hay không thôi, đừng có sợ. Dạ không. Không thấy chỗ nào chuộc. Và như thế cái chỗ mà nói Đức Mẹ nộp hai cái con chim bồ câu hay cơm gáy, đây câu hỏi bà này. Như vậy cái chuyện mà lúc nãy đọc là Đức Mẹ và Thánh sẽ nộp hai con đó, tại sao phải nộp con đó vậy? Theo luật là phải chuộc lại đứa con đó, dân là thánh hiến cho Chúa. Đúng rồi, Đức Mẹ thanh tẩy. Không phải như thế à? Không, hoàn toàn không phải. Tức là cái đôi chim gáy nó là, tức là tại sao lại phải nộp hai con gáy là để nộp cho Đức Mẹ? Nộp cho Đức Mẹ, nộp cho Đức Mẹ, chuộc cho Đức Mẹ. Vâng, tức là như thế là cho Đức Mẹ họ nộp hai cái này. Nhưng mà anh chị em có biết không, có một cái chuyện nó rất là buồn cười và người ta cứ khó chịu mãi thôi. Đó là cái chuyện, cái câu đầu tiên, ai mà đọc cái câu đầu tiên mà không buồn cười nữa thôi. Cái câu đầu tiên của bài phúc âm hôm nay, tức là câu số 22, tôi sẽ mời chị đọc ấy. Chị đọc câu 22, rồi sau đó tôi hỏi chị là cái gì mà buồn cười thế. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, xong rồi, cái gì? Của các ngài. Các ngài là ai ạ? À? Maria và Thánh Giuse. Vậy ông ấy không đẻ mà cũng phải thanh tẩy. Chúa rồi. Đấy chính như thế tôi mới nói là người ngộ nghĩnh, không thì đấy không biết ai biết được. Hỏi ông ấy Luca ấy, sao hỏi tôi sao tôi biết được. Nhưng mà viết như thế tức là cụ thể là ông Giuse không hề phải thanh tẩy tí nào. Bạn có hiểu không ạ? Thì nên chứ đấy là chỉ có Đức Mẹ mới thanh tẩy thôi. Thánh Giuse không hề đấy. Ừ, đúng như thế. Chính vì thế người ta nói là mà dường như là Thánh Luca, như các bạn anh chị biết đó, là một người không phải là người Do Thái ạ. Đấy, vì thế viết nên thỉnh thoảng có những chỗ không có chính xác lắm mà không biết có phải là vì như thế không. Rồi, như thế là chúng ta hiểu là chữ các ngài ở đây là một chữ hơi ngộ nghĩnh đấy, chữ rất là lạ lùng. Rồi bây giờ câu này dễ hơn, câu này số 4 là dễ hơn. Luca chương 2 25-27 đọc câu này và trả lời: hãy xem cụ già, chắc là cũng già rồi, cụ già Simeon đến với hài nhi, nhận ra hài nhi là Đức Kitô, là nhờ đâu mà cụ ấy nhận ra được. Tôi sẽ mời một người đọc rất chậm và hãy để xem đây là những dấu, đây là những cái lý do, có nhiều lý do và chúng ta phải tìm được những lý do đó. Vâng, như thế chị đọc nhé. Rồi, Luca chương 2 câu 25 đến 27. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người.
đoạn rất nhiều câu trả lời. Ai mà hơi để ý sẽ thấy rằng câu hỏi của tôi tại sao tôi lại đặt câu hỏi này, câu hỏi của tôi này hay lắm. Hãy nghe đây ạ. Khi Đức Mẹ Thánh Giuse bồng hài nhi Giêsu lên đền thờ Jerusalem thì làm sao mà ai mà nhận ra được rằng gia đình này là một gia đình đặc biệt. Họ ăn mặc chắc là tồi tàn, họ không có thể ăn mặc sang được. Đây là một gia đình nghèo, một gia đình trẻ, chắc Thánh Giuse còn trẻ, đây cũng trẻ, rất là đơn giản. Và bưng lên đền thờ như thế, làm sao mà nhận ra được. Vì thế tôi mới hỏi rằng, này, làm sao mà ông cụ già đấy, ông lại có thể nhận ra được rằng cái gia đình này, gia đình một gia đình rất là trẻ như thế, gia đình này, cái đứa em hài nhi đấy lại có thể là đấng mà người Do Thái đã chờ từ bao nhiêu thế kỷ này, làm sao nhận ra được. Đấy, thì tôi sẽ chờ đợi những câu trả lời khác nhau, nhưng mà tôi dành câu trả lời đầu tiên cho chị. Chị có trả lời sẵn sàng không ạ? Một lý do. Bởi vì ông có hằng, có thánh thần hằng ngự ở nơi ông, cho nên thánh thần nó linh báo. Văn. Chị trả lời thánh thần là đúng rồi đấy. Bây giờ câu hỏi của tôi này, phải nhìn vào bài văn này, chứ không phải nhìn tờ giấy ấy. Đấy, bây giờ tôi hỏi này, trong cái câu mà chị đọc từ nãy giờ 25 đến 27 phải không? Thánh thần được nhắc đến bao nhiêu lần vậy? Thánh thần được nhắc tới bao nhiêu lần để mà cho thấy rằng thánh thần là hoạt động ở nơi ông? Vâng. Và thánh thần hằng ngự trên ông. Dạ, 25. Câu 26, ông đã được thánh thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Là câu 27, được thần khí thúc đẩy ông lên đền thờ. Câu thứ 3 cho thấy rằng đó là thánh thần đẩy ông lên đền thờ, kéo ông lên, mà có khi ông đang ở nhà chứ không có chuyện gì đâu mà lên, đâu phải suốt ngày ở đó. Thế thì ông kéo lên ở đấy. Vâng, như thế câu trả lời của chị về thánh thần là chính xác đấy. Nhưng mà còn những câu trả lời khác, là có ai sẵn sàng cho thấy rằng là dựa vào đâu mà ông ấy, câu hỏi của tôi là hay lắm, là lúc nãy dựa vào đâu mà ông lên đền thờ, thì bà trả lời, chị trả lời rồi, thánh thần kéo lên chứ ai nữa. Nhưng mà còn câu trả lời là làm sao mà ông lại nhận ra được nơi ba người đấy, mà có thể Thánh Giuse, Đức Mẹ là những người rất trẻ, một đứa bé mới sinh xong mà biết đúng là lên đền thờ, làm sao ông nhận ra được? Dạ thưa cha, theo con nghĩ vì ông là một người công chính và sùng đạo. Nhưng mà vâng, cảm ơn. Như thế là ông ấy là người công chính. Mà anh chị em biết, đối với người Do Thái, người công chính, có ai biết người thế nào được gọi là người công chính không? Người Do Thái thì bảo như cái ông này là người công chính nè, là sống đúng theo mọi điều răn mà mình đã được Thiên Chúa. Đúng như thế, tức là sống, cứ sống đúng luật là coi như thành công chính, đừng có làm gì chật ra là coi như vậy là công chính. Thế như thế ông này là người giữ luật là tốt đấy, và đời sống của ông coi như là tốt đấy. Thành ra tôi nghĩ là như thế, một người mà muốn nhận ra Chúa thì cũng phải có đời sống tử tế, chứ nếu mà bê bết quá thì dĩ nhiên anh chị em nói thỉnh thoảng bê bết quá thì cũng có thể gặp Chúa. Nhưng mà một người sống công chính thì dễ gặp Chúa hơn nhiều, và như thế cũng dễ có một cái cuộc trao đổi với Thánh Thần hơn. Ý kiến khác là ông những mong chờ, có nghĩa là ông hằng mong chờ điều đó, mong chờ được nhìn thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Tôi cũng đồng ý đấy. Như thế cái lý do mà khiến cho ông ấy được Thánh Thần thúc đẩy cái đời sống ông ấy tốt, Thánh Thần ở với ông thì đã đành. Nhưng mà ngay chính bản thân của ông, nơi trái tim của ông có một sự mong chờ. Và chính cái mong chờ đấy, tôi đồng ý là chính cái mong chờ đấy nó cũng là một yếu tố rất quan trọng để ông gặp được. Bởi người ta không chờ thì việc gì mà phải gặp. Đấy, người ta chỉ khi người ta chờ, khi người ta khao khát thì Thiên Chúa thỏa mãn cái khao khát của người ta. Thành ra bất cứ khi nào anh chị em mà nói với tôi rằng, thưa cha, gần đây con vẫn mong cái điều này, con chờ điều kia, con hy vọng điều khác, ngay cả hy vọng đấy đều là những điều quá đẹp. Bởi vì khi Chúa gieo vào lòng người ta sự chờ và hy vọng, có nghĩa là Chúa sắp ban. Chúa không gieo cho người ta một cái chuyện vớ vẩn, hiểu không nào? Khi mà tôi mong, tôi chờ điều gì mà tôi khao khát hoài, mà có khi khao khát lâu lắm rồi, cả 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi,
mà tôi cứ khao khát hoài mà tôi chưa bao giờ được, thì tôi biết chắc rằng Chúa mà đưa điều đấy vào lòng của tôi để mà làm cho tôi khắc khoải như thế, vì Chúa muốn bàn đấy thôi. Mà bây giờ thì hoặc là tôi chưa xứng, hoặc là tôi chưa khao khát nhiều, phải khao khát thêm, cuối cùng là được bàn. Vâng, những câu trả lời vừa rồi đã chính xác. Đọc Luca chương 2 câu 29 đến 32 là một cái lời chúc tục. Nhưng mà câu hỏi thì dễ quá nên anh chị em không có gì. Là một cái lời chúc tục mà anh chị em biết lời chúc tục này, tối nào những ai đọc giờ kinh phụng vụ đều phải đọc. Nó nằm trong giờ kinh tối. Bởi vì ông ấy bảo là Chúa cho con đi bình an, bình an gì đi ngủ thôi chứ còn gì nữa. Thì nó cứ tối là phải đọc thôi, đâu cách nào khác, không lẽ đọc buổi sáng à? Ở ai sáng? Đấy, thế thì tôi sẽ mời anh chị em đọc này. Tôi hỏi là dựa theo cái lời chúc tụng này của cụ Simeon thì cho biết rằng đối với cụ Đức Giêsu Kitô là ai? Câu này cũng hay, không dở lắm. Đó là Đức Giêsu Kitô là ai? Dựa theo cái lời chúc tụng này của cụ ạ. Vâng, đấy. Đọc dùm Luca chương 2 29 đến 32. Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại và vinh quang của Israel dân Ngài. Dựa vào cái lời cầu nguyện cụ ấy của cụ Simeon, chúng ta biết rằng đối với cụ, em hãy như thế này, em biết là vui bồng em trên tay và cuối là đặt như thế, thì đối với cụ nhờ thánh thần linh hướng của cụ để cụ biết rằng này là ai dựa trên cái lời nguyện. Dạ, con nghĩ là ông Simeo đã, đối với cụ thì Chúa Giêsu là ơn cứu độ, là ánh sáng soi đường cho dân ngoại và là vinh quang của Israel. Như thế thì tôi, anh chị em trả lời như vậy là đúng đấy. Tức là cụ thể này nha, này, vì mắt con đã thấy này nhất. Anh chị em tưởng tượng câu 3:28 này, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay. Ông cụ già Simeon mừng biết chừng nào khi thánh thần nói với cụ rằng này, cụ chờ cái điều cụ chờ đến rồi. Cụ đang bồng trên tay điều cụ chờ đấy. Cụ chờ bao nhiêu lâu bây giờ đạt được rồi. Và khi cụ bồng trên tay như vậy cũng hay ghê. Cũng hay ghê ở chỗ là cụ giành lấy bồng từ tay Đức Mẹ, có đúng không nào? Đức Mẹ đang bồng mà cụ giành lấy, cụ biểu để tôi. Ừ. Đấy, bồng mà trên tay, và vừa bồng mà cái cử chỉ này mà vẽ thì cũng đẹp thật đấy chứ, vẽ lên là đẹp lắm đấy. Dù ông ấy già, hai người kia thì trẻ đấy, và cụ bồng cụ già đấy, bồng một em bé trên tay và chúc tụng, không phải chúc tụng em bé đâu, chúc tụng Thiên Chúa. Và cụ nói thế này, cụ trong lòng cụ thế nào cụ mới nói được câu này: lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài phán, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Nghĩa là được gì? Chết. Tức là chết giờ được rồi. Nhìn thường thường người ta vẫn người Việt Nam hay nói cái này mà tôi được nếm rồi là chết cũng được á. Đấy, đại khái như thế. Và đối với cụ như là xong rồi, tất cả những ao ước mà cụ muốn sống là cụ vừa thấy đạt rồi, giờ đạt được rồi, giờ thấy không còn muốn sống gì nữa. Vâng, thế thì bây giờ cụ ấy nói thế này là Đức Giêsu này, tại sao mà cụ bảo bây giờ chết cũng được? Vì đây là lý do vì mắt của con đã thấy, mắt con đã thấy ơn cứu độ. Như thế ơn cứu độ nằm ngay ở nơi hài nhi này. Và anh chị em nhớ, người Do Thái thời Đức Giêsu thèm ơn cứu độ, họ chờ ơn cứu độ, họ bang bị Roma đô hộ, họ rất thèm một đấng cứu độ. Thế thì họ thì ơn Ngài nói là không, mắt con thấy rồi, mà ơn cứu độ này là ơn cứu độ cha hỏi con, mà ơn cứu độ này là ơn cứu độ cho người Do Thái phải không? Dạ, cho muôn dân à. Thế là một điều mới mẻ. Cái người Do Thái là họ luôn luôn chờ ơn cứu độ cho nước của họ, chứ họ mắc gì mà họ phải đi xin cho muôn dân chi cho nó khổ ra. Ta ngoài ở đây lại nói đến việc là con đã thấy ơn cứu độ mà Ngài bày ra trước mặt muôn dân, mọi dân tộc. Như thế hóa ra ngay từ chỗ này Thánh Luca đã muốn cho thấy rằng là đối với Simeon đây là một cứu độ cho tất cả. Đây không phải chỉ bị giới hạn ở trong nước Do Thái, cho muôn dân. Và đây là một con câu muôn dân nữa nè, đó là ánh sáng,
soi đường, phải không ạ? Cho dân ngoại, từ tiếc quá tôi chưa đọc bản do tiếng Hy Lạp thì tôi không biết là dịch như thế nào. Nhưng mà lúc nãy là ánh sáng, và ơn cứu độ bây giờ là ánh sáng mà cho dân ngoại. Như thế là rõ ràng. Anh chị em đừng quên, anh chị ai mà hỏi anh chị em, này trong các phúc âm nào sẽ để ý đến dân ngoại? Luca, Luca để ý đến dân ngoại hơn. Đấy thì ra ở đây ông ngay từ đầu Ngài đã nói rằng đấy, đây là anh cho dân ngoại, nhưng mà Ngài cũng không quên rằng là đấng cứu độ ấy cũng là đấng cứu độ cho dân Do Thái. Nên có câu cuối nè, vinh quang nữa của Israel dân Ngài. Anh chị em thấy hay ghê ở chỗ này. Thứ nhất, Đức Giêsu là gì? Ơn cứu độ cho muôn dân. Thứ hai, ánh sáng cho dân ngoại. Thứ ba, vinh quang cho Israel. Ba chữ như thế là lan rồi xong. Câu số 6 cũng giống như câu lúc nãy, đọc Luca 26 36 đến 38 trả lời nhờ đâu mà cụ Anna nhận ra hài nhi Giêsu. Những cái câu hỏi như này là nó quan trọng chỗ là nhiều người hôm nay vẫn cứ nói rằng tôi đâu có thấy Chúa đâu, thấy làm sao mà thấy Chúa được, tại đâu không thấy được. Thế thì có khi chính những người này đã có thể nhận ra Chúa cũng giúp cho chúng ta biết là tại sao tôi lại không nhận ra được Chúa nhỉ, tôi phải thay đổi đời tôi thế nào để tôi có thể gặp được Chúa. Và mời chị đọc Luca chương 2 36 đến 38. Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Penuel thuộc chi tộc A-xe. Bà đã nhiều tuổi lắm, từ khi xuất giá bà đã sống với chồng được 7 năm rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Câu hỏi của chị này là nhờ đâu mà bà cụ này 84 tuổi đấy chứ, bà nhận ra được là em bé đấy, hài nhi Giêsu ấy là một đấng gì lớn lắm. Bà không rời bỏ đền thờ và thường ăn chay cầu nguyện, sớm hôm phục thờ phượng Thiên Chúa. Không rời bỏ đền thờ, tức là bà năng đi đền thờ, chứ tôi nghĩ thế chứ không hẳn là bà phải ở luôn trong đấy. Vâng, thế tôi muốn nghe có ai trả lời thêm là bà ấy có thêm để ý câu đó, còn bà ấy có thêm một cái thái độ khác mà thái độ ấy cũng hay lắm. Thấy cái gì không? Có thấy ngoài cái thái độ là ăn chay cầu nguyện, tức là rất đậm, giống như ông kia đấy, giống như ông Simeon là một người rất đạo đức, giữ luật, thì bà cũng có một cái, nhất là câu hỏi của tôi sau là hai ông Simeon và cụ Anna này có những điểm gì chung không? Và hai người đều có. Thưa cha, ông Anna, bà Anna và ông Simeon có những điểm chung là cả hai đều là những người đang mong chờ đấng cứu độ. Và đều là người lớn tuổi, và cả hai cũng đều nhận ra hài nhi Giêsu là đấng cứu độ, và cả hai đều yêu mến Thiên Chúa. Hai đều là những người tốt. Thứ nhất là bạn ấy trả lời là cả hai đều già, cả hai đều già ở nhiều tuổi, cao niên, cao niên. Thứ hai là cả hai đều thứ hai là cái gì? Đều chờ. Chị cho tôi biết chỗ nào có nói Đức bà Anna chờ. Anna bà có chờ không? Bà tiến lại gần bên cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc, thì bà cũng mong chờ nên bà hy vọng là bà cũng là người mong chờ, đúng không? Không có nói rõ là bà chờ. Nhưng vâng, như vậy là bà nói cho những người đang mong chờ. Mong chờ cái gì ạ? Mong chờ ơn cứu chuộc. Còn ông Simeon thì ông chờ cái thấy, có ai nhìn thấy ông đâu có ông chờ. Ông chờ gặp được đấng cứu chuộc, niềm an ủi của Israel. Một bên khi nói về bà này thì nói bà ấy chờ ơn cứu chuộc Israel, đúng không nào? Còn bên kia thì ông ấy chờ niềm an, hai cái đồng nghĩa, chờ niềm an ủi hay là chờ ơn cứu chuộc đều là một. Và như vậy cả hai đều chờ rồi. Như thế anh chị các bạn thấy là như thế, cái bà này mà nhận ra hài nhi vì bà ấy, thứ nhất là bà ấy sống rất là đạo đức,
Thứ hai nữa là bà ấy có chờ, giống như Simeon ở chỗ là bà ấy có chờ. Và hai bên này đều có điểm chung là đời sống tốt, có chờ đợi, và chắc là cả hai đều có thánh thần. Nhưng mà tôi hỏi anh chị em thử có ái tinh không, để mà biết rằng bà Anna này có một điểm mà nổi hơn ông Simeon. Đố ai biết được bà ấy nổi hơn ở chỗ nào. À không, ông kia thì có thánh thần chắc mới hơi gọi là ngôn sứ. Thì đúng, bà này được gọi ngôn sứ một cách rất rõ, ông kia thì không được gọi là ngôn sứ. Nhưng mà ngoài ra có một cái điều mà bà này không nói đâu, mà tôi nói thêm là lộ hết mà hơn hẳn ông kia. Mà ông kia không có cái gì vậy. À bà này là bà ở quá. Thế ông kia không có quá à? Không, tôi định hỏi cái khác mà. Đúng, ở quá thì khó. Đúng rồi, bao ở quá lâu, mà ở quá từ lúc còn trẻ thì hay. Nhưng mà tôi không có định hỏi như vậy, mà hỏi cái gì khác mà. Bà Anna có cầu nguyện thường xuyên? Không, ở đây không có một cái gì đặc biệt. Nếu mà ai mà phải nghiên cứu rồi đại khái, phải để ý kỹ thì mới ra được. Không phải ăn chay, không phải ăn cầu nguyện. Thưa cha, chắc có lẽ bà Anna này là thuộc chi tộc Ase, mà người nào nghiên cứu của ước thì mới biết. Để ý câu cuối của bà Anna, để ý câu cuối, và chính câu ấy là nét nổi bật của bà ấy. Cứ coi như thế, mà chính nghề của bà ấy vừa là nổi bật, vừa cho thấy bà ấy nghề. Hà Nhi, nói về Hà Nhi không cha? Dạ, tức là nói về Hà Nhi cho hết những ai đang mong chờ. Tức là bà biết về Hà Nhi và nói không cả. Dạ, nói về. Mà ông Simeon có nói cho ai không? Không. Không nói cho ai đâu. Bà này đúng là ngôn sứ. Bà ấy ngôn sứ, bà ấy biết Đức Giêsu là ai. Và bà ấy đi nói cho người khác ấy. Đúng không nào? Mấy người đang đứng đó, bà ấy giới thiệu cho người khác. Ông Simeon đâu có giới thiệu, ông bồng, ông la, ông cầu nguyện không mà. Ông đâu có nói gì với ai đâu. Rồi xong. Tìm những câu trong Luca, nguyên cái đoạn phúc âm này, cho thấy Đức Maria và Thánh Giuse là những người đạo đức. Mà lúc nãy đã nói rồi, đúng hơn là người công chính ấy, là người công chính, vì cả hai người đều muốn vâng phục luật do ông Mô-xê truyền lại. Đấy, lúc nãy nói tôi đã nói rồi, hỏi công chính là gì? Thừa cứ giữ luật. Và như thế đọc trong những này có thấy chỗ nào mà nói Maria và Thánh Giuse là những người giữ luật không? Có bao nhiêu lần chuyện như thế? Rồi có ai trả lời không ạ? Không dễ như vậy, không trả lời được thì giờ. Rồi thấy chưa? Có thấy chỗ nào mà à, như vậy chỉ có nhiều người chắc chưa làm tới, chứ ai mà làm tới thì đều thấy ngay. Rồi bây giờ người nào tìm thấy một chỗ cũng được, tìm thấy một chỗ cũng được, rồi sau đó những người khác bổ sung. Dạ thưa cha, đó là bà Maria và... Dạ câu 22 ạ. Dạ, khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng giữ luật. Bởi vì người ta đòi là các phụ nữ sau 40 ngày sinh con trai thì phải thanh tẩy mới được trở lại đời sống bình thường, và Đức Maria đã vâng phục luật và không cãi gì cả. Rồi như vậy là xong được. Còn câu nào nữa nào? Câu nào nữa? Và cũng để dân của lễ, và câu 24, và cũng để dân của lễ theo luật Chúa truyền. Dân của lễ theo luật Chúa truyền, câu 24 ạ. Dân của lễ theo luật Chúa truyền. Vừa vâng lời là đi lên thanh tẩy. Vừa vâng lời trong việc là dâng lễ vật y như là luật Chúa truyền. Một điều cuối cùng, còn ở chỗ nào nữa? Điều cuối cùng. Câu 27. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy về hài nhi. Câu 39 nữa. Câu 39. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền thì trở về thành của mình. Luôn luôn là luật. Như vậy là chúng ta thấy rằng Đức Mẹ Thánh Giuse và luôn luôn muốn giữ luật, luôn luôn nói là luật Chúa truyền. Lên theo để luật Chúa truyền, luật Mô-xê truyền, và họ muốn luôn luôn muốn giữ đấy.
Vâng, và anh chị em có thấy cầu nguyện được đoạn này không? Chúng ta rất ghét luật, có đúng không nào? Chúng ta không bao giờ muốn giữ luật, chúng ta thèm thuồng tự do. Kể cả luật Chúa hay luật giáo hội, luật gì cũng vậy, chúng ta cứ thấy là luật là nó ràng buộc, là bực bội lắm. Thành ra chính vì thế ở đây chúng ta nhìn thấy cái cử chỉ của Đức Mẹ. Có ai nhớ đến năm sự vui thứ 4 thì ngắm Đức Bà Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy, vâng lời chịu lụy đấy, thế thôi. Mà sống thì có vẫn phải có giữ luật đấy, ngay cả trong gia đình là cũng phải vâng cũng phải có luật đó đấy, chứ không có khác được đấy. Rồi thôi, câu số 8 là câu cuối cùng rồi đấy. Còn hai câu kia thì vâng, câu số 8 này, đọc Luca chương 2 câu 40 và câu 52. Câu 52 là sau bài này. Câu hỏi: Hài nhi Giêsu lớn lên từ những mặt nào? Bạn có tin rằng Đức Giêsu cũng lớn lên từ từ như chúng ta không? Chữ quan trọng là chữ từ từ đấy, thế. Vâng, tôi mời anh đọc là Luca chương 2 câu 40 rồi câu 52. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa Thiên Chúa và người ta. Cảm ơn anh. Đấy, tức là như vậy là thôi, xin nhìn lại hai cái câu đó dùm coi, và trả lời cho tôi xem là theo cái viết của Luca đó thì hài nhi lớn lên về những mặt nào, về những mặt nào, về những phương diện nào? Vâng, anh phải làm sao để đừng kêu á. Đức Giêsu lớn lên về mặt thể xác và còn đạo cả về ngày càng lớn lên, thêm cao lớn, còn về mặt linh hồn ngày càng lớn lên là nói về thân xác, còn nói về tinh thần thì thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Ân nghĩa đối với Thiên Chúa. Như vậy là Đức Giêsu lớn lên về thân xác, lớn lên về khôn ngoan, tức là về tinh thần, và lớn lên cả về đời sống tương quan với Chúa. Đấy, về tương quan với Chúa. Không biết là có nên thấy rằng đấy cũng là ba nét của lớn lên của Đức Giêsu không? Và ở đây có chữ lớn lên, anh chị em có thấy chữ lớn lên không? Đấy. Và như thế khi nói đến lớn lên ấy, có nghĩa là từ từ, từ từ. Thành ra anh chị em không bao giờ đòi Đức Giêsu năm 12 tuổi lại khôn như năm 30 tuổi. Đấy, như thế là quá đáng, là quá đáng. Bởi như thế thì nếu mà Đức Giêsu mới 2 tuổi mà đã ăn nói như một ông 30 tuổi thì chỉ bảo ôi như này khó bắt chước quá nhà, này siêu quá, này siêu quá, bắt chước không nổi. Đấy, không ạ. Đức Giêsu đã lớn lên từ từ và có thể chơi với các đứa bé ở trong cái làng Nazareth của Ngài. Và Ngài lớn lên nhờ học hỏi, nhờ học hỏi là có người dạy dỗ chứ, phải đi học giáo lý chứ, học tiếng Do Thái là phải có người dạy viết chứ, không phải là tự dưng cái biết viết đâu. Rồi thứ hai là học hỏi từ bạn bè, học hỏi từ kinh nghiệm. Đúng rồi, phải học Thánh Vịnh ạ. Và như thế tất cả lời Chúa, và như thế là phải học lời Chúa, phải không? Và phải học chữ. Vì thế nên mai mốt sau này Ngài vô hội đường, Ngài mới cầm sách thánh đọc ro ro ấy chứ. Bởi vì thời của Đức Giêsu ấy là những người Do Thái không còn đọc được sách thánh bằng tiếng Hebrew nữa, họ đọc bằng tiếng Aram, là tiếng, tức là Đức Giêsu nói chuyện với mọi người bằng tiếng Aram, người ta chỉ nói tiếng Aram thôi, còn cái ngôn ngữ của sách thánh không hiểu nữa. Chính vì thế khi vô hội đường, người ta đọc sách thánh bằng tiếng Hebrew là tiếng Do Thái xưa, sau đó đọc bản dịch ra tiếng Aram đấy, đọc bản dịch thì người ta, anh dân kiểu hiểu rồi thế đấy. Đấy, thành ra Đức Giêsu phải có học, và người ta lớn, Đức Giêsu cũng lớn lên nhờ kinh nghiệm đó, sống ở đời có kinh nghiệm đấy. Rồi, và dĩ nhiên có một điều đặc biệt là Đức Giêsu đặc biệt hơn là Ngài được cũng nhiều ơn của Chúa trong cái việc Ngài là ngôn sứ thì Ngài biết nhiều, nhưng mà dù sao thì Ngài đã lớn lên từ từ về khôn ngoan. Bởi vì như thế Đức Giêsu không hề là phù động thiên vương và không hề là thánh gióng ạ.
Bởi vì thánh gióng anh bé bé rồi anh ăn ào ào thế, em hiểu không? Không Đức Giêsu không có lớn lên ào ào ạ, rất là nhẹ nhàng đấy. Thế thì cả thân xác lẫn tinh thần, và như thế này có nên nói không, cả về ân sủng đối với Chúa cũng từ từ đấy. Không thể nào đòi Đức Giêsu năm 12 tuổi mà lại có một đời sống thiêng liêng sâu xa như năm 30 tuổi đấy, không thể được. Và ngay cả khi Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng tin mừng thì Ngài cũng lớn lên từ từ đấy, Ngài giảng từ từ, Ngài dần dần Ngài hiểu được ý của Cha Ngài. Cứ vừa đi làm, vừa đi làm vừa gặp dân chúng, khi gặp dân chúng thì lại nghe Cha nói với mình: con ạ, con làm vậy nè, con vậy nè. Rồi lại rồi sau khi làm với dân chúng lại đi cầu nguyện, lại Cha lại nói: con à, nên như thế này này, con làm thế này. Và dần dần Đức Giêsu mới thấy, mới nghe Cha nói: con ạ, con có dám chết không? Con có dám vì làm chứng cho Cha mà hiến mạng sống không? Và dần dần Đức Giêsu nói: được, sẵn sàng chưa? Rất từ từ, chứ không phải là vừa mới đi truyền giáo xong mới biết ngay là lên đóng đinh đâu. Trời ơi, như vậy ai mà còn dám làm, nó sợ chết được đấy. Vâng, tức là chuẩn bị. Và ai là người chuẩn bị đời sống thiêng liêng cho Đức Giêsu? Thưa Đức Mẹ. Và như thế tôi nghĩ rằng Đức Mẹ, ở trên gối của Đức Mẹ, Đức Giêsu đã lớn lên từ từ. Nếu Đức Mẹ là một cái con người thâm trầm, lúc nào cũng có đời sống thiêng liêng đó, mà Luca hay xài hai cái là hai câu Đức Maria suy đi nghĩ lại trong lòng đấy. Và nếu mà cái thái độ suy nghĩ lại trong lòng của Đức Mẹ ảnh hưởng trên Đức Giêsu thì Đức Giêsu cũng suy nghĩ đi nghĩ lại trong lòng. Vâng, như thế thôi tôi nghĩ là thành ra tôi thích chữ từ từ. Chữ từ từ, tại sao tôi lại thích chữ này? Để nhắc cho anh chị em biết rằng chúng ta không được nóng ruột về chính mình, không được nóng ruột về con cái của mình. Chúng ta không thể đòi được các con của mình hay những người mà mình giúp đỡ phải lớn lên nhanh quá. Tất cả những thứ trái cây mà muốn chín nhanh quá đều là chín ép ạ. Chín ép không ngọt, không ngọt và không ngon. Người cái trái cây mà nó chín, tôi gọi là chín cây ấy, thì ngon hơn nhiều. Nó chín từ trên cây chứ không phải là đem xuống, hái xuống rồi rú ở trong cái chất khí đá hay là hương để nó chín. Đấy, thành ra chúng ta thấy từ từ. Và như thế chúng ta thấy Đức Giêsu đã giống như một con người, Ngài đã lớn lên từ từ, và chúng ta quý điều đó. Vâng, thôi giúp anh chị em thôi, như này tôi trả lời tại quá giờ rồi. Bài phúc âm này anh chị em có thấy dấu hiệu của bóng tối không? Trên thánh gia không? Có bóng tối không? Có đấy, bóng tối đấy. Mà bóng tối này ghê lắm. Trong bóng tối ở nơi lời tuyên sấm, được, ông là cũng là tiên tri đấy chứ, là tuyên sấm của ông gì? Ông Simeon. Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Câu cuối cùng. Ta thấy bóng tối có đấy. Bóng tối bắt đầu bao trùm. Và như thế ở đây cái lời tiên báo của ông Simeon cho thấy Đức Giêsu không phải lúc nào cũng được vỗ tay. Mà là một người có thể bị chống báng. Và nếu mà lại ngày đây Đức Mẹ mà nghe này thì chắc là phê lắm. Bởi Đức Mẹ chính bà, một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn bà. Và chúng ta biết rằng Đức Mẹ có thể bị đau khổ bởi vì chính con của mình bị chống báng. Đức Mẹ phải chia sớt cái điều đó. Và vì thế Đức Mẹ chấp nhận chịu những cái đau. Và người ta hay nói là cái cú đau nhất của Đức Mẹ là gì? Là trên thập giá, khi người ta đâm cái mũi giáo vào cạnh sườn của đứa con mình chết. Không đau, nhưng mình đau. Vâng, đấy, vâng, như thế thôi. Từ câu kết yêu số 10 để kết thúc, chúng ta có anh chị em hỏi tôi là, tôi đặt câu hỏi là học được cái gì nơi đời sống thánh gia cho anh chị em rồi. Tôi bây giờ tôi không trả lời. Xin mỗi người nói cho tôi một câu ngắn để kết thúc. Mỗi người suy nghĩ xong chưa? Mỗi người chỉ nói một câu thôi mà ngắn thôi. Không được nói hai ý ạ. Không được nói hai ý. Sẵn sàng chưa ạ? Rồi. Như nãy cha nói trong cái tư của Kinh Mân Côi là vâng lời chịu lụy ạ. Lớn lên từ từ. Lớn lên từ từ. Vâng, phải chấp nhận là vợ mình cũng lớn lên từ từ ấy.
vợ lớn thì lúc mới về cái gì đó, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở vơ vơ mới về, mà nếu vợ về mới dạy chưa thấy ăn tiền, phải từ từ chứ, mình mới về dạy nhanh quá. À, tức là dạy chồng hả? Đi cùng nhau. Cùng nhau, ai đi cùng nhau? À, Đức Bà, Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Đấy là một câu hay đấy, bởi vì tôi có thể chứng minh được rằng Đức Mẹ và Thánh Giuse luôn luôn đi cùng nhau. Sống đơn sơ. Nghĩa là anh nghĩ là nghèo hả? Vâng. Khiêm nhường. Dạ thưa cha, đó là con học được từ Đức Mẹ, không đòi một vật trừ. Không đòi đặc ân. Ai muốn nói không ạ? Con là đời sống cầu nguyện. Cái này hơi hay đấy, của hai ông bà mà đời sống cầu nguyện. Nhưng mà thế tôi cũng chưa được nói, bây giờ tôi nói là đời sống đạo đức. Đức Mẹ và Giuse cũng đạo đức vì vâng giữ luật. Ông Simeon cũng giữ luật, bà quá kia mà cũng giữ luật nghiêm chỉnh như thế. Vâng, thế được rồi nhé, chúng ta kết thúc ạ. Thế tôi cũng xin cảm ơn anh chị em.